Thưa quý vị, thời gian gần đây, hoạt động tín dụng đen ở tỉnh Kiên Giang diễn biến khá phức tạp. Với thủ đoạn đòi nợ hết sức manh động, đối tượng cho vay nặng lãi đã đẩy nhiều gia đình vào bước đường cùng. Trước tình hình này, tỉnh Kiên Giang đã yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường rà soát, xử lý nghiêm các đối tượng cho vay trái quy định. Mình đang kẹt tiền thì mình phải chịu thôi. Mình khổ, mình phải cho con ăn học chứ không có cờ bạc gì hết. Khó khăn chứ mới mượn. Đó là lý do mà những người phụ nữ này chấp nhận vay tín dụng đen với lãi suất từ 15% lên đến hơn 30% mỗi tháng. Lãi mẹ, đẻ lãi con. Không trả được tiền, các chị bị đối tượng cho vay đòi nợ bằng những thủ đoạn hết sức manh động. Mình thiếu nó mấy ngày đó thì nó nói là không đóng thì nó sẽ tạt nước sơn. Thì chị nghĩ là nó chỉ nói nó hăm dọ thôi, nhưng mà không ngờ là tối hôm đó là nó lại tạt luôn. Lại nó hăm he, nó đòi đánh hay là gì, nó lại làm cái ghê lắm. Theo Công an tỉnh Kiên Giang, hiện địa phương có hơn 50 nhóm trên 300 đối tượng chuyên cho vay không thế chấp tài sản. Chúng thường cấu kết với những đối tượng tiền án tiền sự để đòi nợ. Từ giữa năm 2018 đến nay, lực lượng công an đã triệt xóa 50 cơ sở tín dụng đen. 30 đối tượng cho vay nặng lãi đã bị xử lý hình sự theo pháp luật. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kiên Giang khuyến cáo người dân không vay tiền của các đối tượng cho vay nặng lãi. Nếu quá cần thiết, hãy đến ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng để được hướng dẫn cụ thể hơn.